Các bạn ở bên Nhật mùa này thì phải cẩn thận nhé. Nếu mình đi ra đồng hoặc đi ra ruộng á, thì sẽ dễ bị gặp cái con virus mà kêu là virus nó ăn thịt người, hiện tại con virus nguy hiểm nhất bây giờ nha. Mình mới bị nó con gì nó quất hai phát mà nó sưng giò sưng chăng nha. Cẩn thận nha, mà nó nguy hiểm chết người đó. Đó xem này. Cấm chị em dưới 18 cộng. Ê. Vô. Đóng một dấu mà nó sưng to trời bá chứ ngắt nè. Đây nữa nè. Vô. Đau lắm, cứng nhắc luôn, chân kiểu như cả sưng phết phết luôn, sưng quá này, cái trời nó sưng này, chứ cẩn thận đi, chỗ gần ruộng đây nè, cẩn thận nè, nó đi ra ruộng đào đất đây nè, lúc này nó nguy hiểm nha. Qua mình có sang nhà ngoại xin ít đất của ngoại á, chở ra nhà đổ xong là nó bị luôn, đau quá đau. Nó nói chứ bây giờ đi hái khổ qua nha anh em, qua nhiều lắm, hái mình ăn không hết rồi mình mới đi cho không à, cho anh em vòng vòng trong xóm nha. Mọi người kêu đi ship ship xa thấy mồ đi cửa lên tới trên nên tiền ship cũng quá tiền qua. Ai gần gần đây thì mình cho nha. Bật gốc lên đứng khóc luôn.